Thưa quý vị, tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm phòng chống dịch và thống nhất nới lỏng thêm một số hoạt động trong thời gian đến, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch là nội dung chỉ đạo được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố với các sở ban ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua, ngày 15 tháng 6. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Tính đến hết ngày 15 tháng 6, Đà Nẵng có 28 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, 14 ngày không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, về bản đồ an toàn COVID.vn, Bộ Y tế, thống kê chỉ có 9,3% cơ sở đánh giá, hơn 12.900 cơ sở chưa đánh giá, 101 đơn vị bị đánh giá không đảm bảo, nên thành phố vẫn bị đánh giá chưa an toàn. Về các hoạt động nới lỏng, vẫn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch và phục vụ qua 21 giờ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các quận huyện đang triển khai quyết liệt việc ký cam kết, chịu trách nhiệm các trường hợp về từ vùng dịch tại địa phương. Nhìn chung, tình hình công tác phòng chống dịch thời gian qua vẫn đảm bảo. Tham gia phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát thật kỹ đối tượng thực sự bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng thời quan tâm quy định cách thức hỗ trợ, cần có thống kê cụ thể về số lượng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hiện tình hình dịch bệnh tại thành phố được kiểm soát, nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Đồng thời cho biết, qua ngày báo cáo địa phương về tình hình thực hiện phòng chống dịch của các hoạt động nới lỏng nêu trên, nhận thấy còn nhiều hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cũng như kiểm tra, xử lý. Nên tôi đề nghị Ban chỉ đạo cần phải chỉ đạo một cách quyết liệt hơn nữa về các cái biện pháp để làm sao tạo ra cái ý, thực sự là chúng ta tạo ra một cái ý thức cho người dân và các cái cơ sở sản xuất phải tuân thủ các cái điều kiện trong các cái yêu cầu về phòng chống dịch như hiện nay. Và chúng ta phải làm tốt cái chức năng về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ sở khắc phục ngay tình trạng cập nhật thông tin trên trang hệ thống an toàn của Bộ Y tế. Các cơ sở không an toàn thì không cho phép hoạt động. Về một số biện pháp nới lỏng trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thống nhất theo báo cáo dự thảo. Tuy nhiên, nhấn mạnh là khi nới lỏng, luôn kèm theo các điều kiện để kiểm soát. Theo đó, hoạt động vận chuyển thì người vận chuyển phải yêu cầu hành khách khai báo y tế trước khi vận chuyển. Các doanh nghiệp vận chuyển phải có cam kết biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. Hoạt động dạy học, mầm non thì nên tổ chức xét nghiệm cho giáo viên trước khi nhận trẻ. Các cơ sở này được phép mở lại chỉ khi đã cam kết và được đánh giá đủ về tiêu chuẩn an toàn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị thành phố không được chủ quan, cần quyết liệt trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch, đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền các biện pháp trong nhân dân. Đối với chủ trương của thành phố về vai trò trách nhiệm của địa phương trong công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh. Tôi đề nghị các đồng chí là tiếp tục làm và làm có hiệu quả, chứ không phải để ký cam kết để rồi mà cho nó có, cho nó qua. Và các sở ngành là trong công tác quản lý nhà nước của mình cũng phải làm tốt cái vấn đề này, phải đi đến từng cơ sở. Chỉ cần một người nào đó mà đi vào thành phố chúng ta từ các vùng dịch thì các cơ quan đơn vị địa phương phải nắm được ngay và có cái giám sát rất là chặt chẽ của chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế linh động trong kế hoạch xét nghiệm, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với địa phương, có hướng dẫn quy định cụ thể về tổ chức hoạt động lại các tuyến xe đi vào thành phố. Về hoạt động dạy học và mầm non, thống nhất xét nghiệm toàn bộ giáo viên, bảo mẫu, những người phục vụ trực tiếp tại cơ sở mầm non. Theo đó, chỉ khi các cơ sở này đảm bảo an toàn theo bản đồ phòng chống dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới cho hoạt động. Chủ cơ sở, hiệu trưởng, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đề nghị ngành giáo dục và địa phương cam kết thực hiện tốt các vấn đề này. Yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, xem xét những đối tượng dừng hoạt động trước đó để hỗ trợ kịp thời.